Khát khao tạo dựng nên những doanh nghiệp từ đôi tay, và bầu nhiệt huyết cống hiến từng ngày, bước chân tự tin tuy khó. Kéo họ đến tại chỗ và trao cho họ những cái gì, những cái trải nghiệm tốt ở tại chỗ, thì tự nhiên cái việc kinh doanh chúng ta mỗi ngày nó mỗi tốt hơn. Chứ còn mà cứ kinh doanh qua app lâu nay như bao nhiêu người nói, cái sự trung thành nó rất là ít. Chào bạn Ben Boy, hello thầy Duy. Ok Ben Boy, tuyệt vời em. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của hôm nay đó. Hôm nay mình chia sẻ bạn một vài cái từ khóa liên quan tới cái kinh doanh công nghệ trên app đó. Cái từ khóa này mình cũng gọi là gì, đưa quán ăn lên mây thì có năm mây á. Cái app bây giờ là đã đưa lên hết trên mây rồi, hay là gọi là đưa quán ăn lên mây, đưa cái sự việc kinh doanh lên mây. Ok, mà nói ví von để cho nó vui. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một buổi trưa ý nghĩa. Chúng ta sẽ gặp vào buổi trưa mai. Mục tiêu của mình là mình muốn buổi trưa mai mình live stream, nhưng mà nếu mà mình về kịp, còn nếu mà về không kịp thì chắc là trưa mốt mới có. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn buổi trưa nghỉ. Bye bye cả nhà mình, bye bye. Cảm ơn cả nhà nha.